vị thân mến, và chúng ta đã đến với vòng ghép đội. Ở chặng đầu tiên sẽ dành cho các đội chơi. Nhiệm vụ của các bạn đó là một thành viên sẽ cầm cái quả bóng đó, thành viên còn lại sẽ đứng ở một cái vị trí mà chúng tôi đã vạch ra, là các bạn có cái ly ở trên đầu. Nhiệm vụ của người kia sẽ ném trái banh đó lọt vào trong cái ly đó. Ai ném được nhiều hơn đội đó sẽ chiến thắng. Chúng tôi có sẵn những cái rổ như thế này để làm gì? Để mọi người nếu mà đầy cái ly đó thì đổ vô đây. Vừa rồi là phần thuyết minh phụ đề lồng tiếng ha, bằng cả sinh mạng của mèo Khả Như. Mọi người hiểu chưa ạ? Dạ hiểu. Có ai đó không hiểu làm lại lần nữa. Dạ, nếu như mà mọi người đầy cái ly này quá thì các bạn có thể... Ok. Rồi, bây giờ chúng ta vào vị trí nào, xin mời các bạn. Thời gian 60 giây bắt đầu. Hay quá ta, hay quá ta, có một đội đã hoàn thành rồi kìa. Hay quá ta. Giỏi quá, ráng lên các em. Ê, nào, lùi lại tí, đạp hay bạch quá. Rồi. Đúng hay rồi. Luôn, hay luôn. Hay luôn nè. Cố lên, cố lên. Hai bên đội bên đây chơi chưa? Hai đội bên đây chơi chưa? Đội này chơi chưa? Ráng lên, ráng lên. Thôi đổ cái banh vô đây đi. Em vô chính xác đây nè. Còn 30 giây. Nóc vàng ơi, nóc vàng ơi. Ráng lên. Để em đừng lắc, Để em, bạn kia không có đầu. Cố định nha, cố định nha. Cố lên. Giỏi quá. Hay quá. Vô trái nữa thôi. Hay lắm, hay lắm. 15 giây Ngô cuối Phiền cùng. Ơi, vô một trái nữa thôi, Ngô Phiền ơi. Chuẩn bị đếm ngược. Ngô Phiền vô rồi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Vị thân mến, và theo quan sát mắt thường của chúng tôi, không cần quá khó đâu. Đúng bài, đúng bài. Dạ, thì ở bạn đầu tiên thì bạn... được 2 trái, hợp lệ. Bạn Nghĩa được 1 trái, hợp lệ. Còn cái cặp cuối cùng Hồng Vân gồm có 4, 8, 9 quả bóng à. Chơi rất giỏi.